Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Solana đã tăng lên mức trên $130, ghi nhận đà phục hồi ấn tượng trong vài ngày qua. Solana gần đây đã lập kỷ lục mới với hơn 5,4 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày. Sự gia tăng đột biến trong hoạt động mạng đã góp phần thúc đẩy đà tăng giá của Solana. Khối lượng giao dịch của token này đã có những biến động đáng kể, một phần là do hoạt động gần đây của cá voi. Bất chấp tâm lý bi quan trong ngắn hạn, sức mạnh tổng thể của mạng lưới Solana và sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng hoạt động đã làm nổi bật vị thế ngày càng tăng của công ty này trong không gian blockchain. Về mặt phân tích kỹ thuật, Solana phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $140. Đây có thể là mức giá quan trọng mà phe mua phải phá vỡ nếu muốn duy trì xu hướng tăng giá. Mức hỗ trợ $125 liên tục cung cấp mạng lưới an toàn cho Solana, làm giảm khả năng điều chỉnh trong thời gian tới. Đường trung bình động 200 ngày đang dao động quanh mức $135, một chỉ báo quan trọng về xu hướng giá dài hạn. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối RSI của Solana ở mức 34,53 cho thấy token này đang tiến gần đến vùng quá bán, thường là dấu hiệu của khả năng phục hồi. Số địa chỉ hoạt động hàng ngày của Solana đã tăng lên mức kỷ lục 5,4 triệu, cho thấy sự gia tăng hoạt động của người dùng. Sự tăng trưởng như vậy thường tương quan với nhu cầu tăng đối với token. Điều này có thể dẫn đến áp lực tăng giá. Hơn nữa, khối lượng giao dịch của Solana đã tăng đột biến với mức tăng 41% trong 24 giờ qua, phản ánh sự quan tâm cao độ của thị trường và hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, bất chấp các địa chỉ hoạt động phá kỷ lục của Solana và khối lượng giao dịch tăng, hoạt động hỗn hợp của cá voi đã làm dấy lên sự thận trọng. Trong khi một số cá voi đang tích lũy, những cá voi khác đang chốt lời, cho thấy sự bất ổn trong ngắn hạn. Sự gia tăng các địa chỉ hoạt động hàng ngày kết hợp với khối lượng giao dịch tăng và sự tích lũy đáng kể của cá voi đã chỉ ra triển vọng tăng giá cho Solana. Theo truyền thống, sự tăng trưởng on-chain như vậy thường diễn ra trước các đợt tăng giá. Chỉ số RSI quá bán cũng hỗ trợ cho khả năng tăng giá của Solana. Với hoạt động staking ngày càng tăng và tình hình chung của mạng lưới, những chỉ báo mạnh mẽ cho thấy Solana có thể chứng kiến đà tăng nếu các mức kỹ thuật quan trọng bị phá vỡ. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, Polkadot đã ở trong xu hướng giảm trong 5 tháng qua. Có nhiều nỗ lực tăng giá đã xuất hiện với các dấu hiệu cho thấy phe mua sẽ trở lại. Nhưng hiện tại, Polkadot vẫn đang duy trì xu hướng giảm dài hạn. Dot đã được giao dịch với mức giá cao hơn khoảng 30% so với mức đáy vào tháng 8. Polkadot đã khởi đầu tuần này với tín hiệu tăng giá sau khi có sự phân kỳ RSI tăng giá trong vài tuần qua. Tuy nhiên, nhu cầu về Dot khá thấp mặc dù giá tăng gần đây. Mạng Polkadot đã không tận dụng được xu hướng này, hậu quả là thanh khoản đã chảy sang các đồng coi khác. Điều này giải thích sự trùng khớp với hiệu suất thống trị của Polkadot. Mạng lưới đã chứng minh sự gia tăng thống trị từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. Giai đoạn này được đặc trưng bởi một đợt tăng giá mạnh mẽ. Sự thống trị của Polkadot kể từ đó đã giảm từ 0,63% xuống 0%. Sự thống trị của Polkadot đã chạm đáy ở mức 0,27% vào cuối tháng 8. Điều này phản ánh quỹ đạo đi xuống được quan sát thấy trong hành động giá của Dot. Điều này cũng thể hiện rõ trong hiệu suất của mạng lưới. Môi trường đặc trưng bởi tính thanh khoản giảm và không thể khai thác các câu chuyện cũng ảnh hưởng đến khối lượng on-chain. Khối lượng giao dịch on-chain 12 tháng cao nhất của Polkadot được ghi nhận vào tháng 3 năm nay. Khối lượng thực tế đạt đỉnh ở mức $988,1 triệu. Khối lượng thực tế hàng ngày của Polkadot trong vài ngày qua đã bị hạn chế dưới mức $50 triệu. Đây là bằng chứng cho thấy mức độ tiện ích của mạng lưới chậm lại trong vài tháng qua, do đó ảnh hưởng đến Dot. Có một số tin tốt trong bối cảnh giá Polkadot ảm đạm. Hệ sinh thái Polkadot vẫn duy trì hoạt động khá tốt trong năm nay. Mạng lưới gần đây đã báo cáo rằng số lượng giao dịch trả phí hoạt động trên Polkadot Rollup đã tăng gấp đôi trong vòng 12 tháng qua. Trong khi đó, Dot đang gần mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2023. Điều này rất quan trọng vì nhu cầu đã tăng mạnh trở lại gần mức đó, dẫn đến được tăng giá lành mạnh đạt đỉnh vào tháng 3. Các nhà đầu tư có thể coi đây là cơ hội để bắt đáy đồng Dot với giá rẻ, chờ đợi được tăng giá trong tương lai. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.